Tuy nhiên ở đây thầy muốn kèm chú ý vào phép tính của chúng ta. Có hai phần là 3 phần âm 8 cộng 3 phần 8. Và âm 3 phần 8 cũng cộng với 3 phần 8. Kết quả của hai tổng này bằng 0 mà chúng ta đã biết về số đối ở trong trường số nguyên. Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. Cho nên 3 phần âm 8 và âm 3 phần 8 đều là hai số đối của phân số 3 phần 8 cũng tương tự như các số nguyên, phân số chúng ta cũng có các số đối. Và với phân số thì người ta sẽ ký hiệu số đối của phân số A phần B là Và các em chú ý dấu trừ ở đây và dấu phân số sẽ ngang hàng nhau. Cho nên A phần B cộng với âm A phần B, hai số đối nhau thì tổng bằng 0. Và các em cũng có ngay số đối của phân số 3 phần 8 chính là âm 3 phần 8 như thế này. Như vậy, cả ba số này đều là các số đối của phân số 3 phần 8. Cho nên, ba phân số đó sẽ bằng nhau. Và chú ý vào ba phân số đó, chúng ta thấy vị trí của một dấu trừ có thể thay đổi. Có thể nằm dưới mẫu, nằm ở trên tử hoặc nằm ngang hàng với dấu phân số. Hay tổng quát lên, thầy có chú ý. A phần âm B cũng bằng phần số âm A phần B và bằng âm của A phần B như thế này. Từ đó, các em sẽ tìm cho thầy số đối của phân số âm 2 phần 9. Thì số đối của âm 2 phần 9 chúng ta sẽ thêm một dấu trừ vào. Ở đây là thêm vào dưới mẫu. Đây cũng là một số đối của phân số ban đầu. Còn khi thêm vào trên tử, số đối của âm 2 chính là 2, nên 2 phần 9 cũng là số đối của phân số âm 2 phần 9. Còn phân số cuối cùng, 2 phần âm 9 cũng chính bằng âm 2 phần 9 nên 2 phần âm 9 không phải là số đối của phần số ban đầu. Do đó chúng ta có kết quả của hỏi chấm 4 là hai phần số đầu tiên. Đó là phép cộng phân số. Vậy phép cộng phân số có những tính chất như phép cộng với các số nguyên số tự nhiên hay không? Thì thầy và các em sẽ sang phần số 2, tính chất phép cộng phân số. Chúng cũng có các tính chất như với phép cộng các số nguyên. Đó là tính chất giao hoán ví dụ như 1 phần 4 cộng với âm 2 phần 3, thì chúng ta có thể đổi vị trí thành âm 2 phần 3 cộng với 1 phần 4. Tiếp theo là tính chất kết hợp, ví dụ như 1 phần 4 cộng với tổng của âm 2 phần 3 và 3 phần 5 như thế này, thì chúng ta có thể viết thành tổng 1 phần 4 cộng với âm 2 phần 3, rồi cộng với 3 phần 5. Và áp dụng tính chất giao hoán kết hợp, thì chúng ta cũng có thể tính nhanh các phép tính liên quan tới phân số. Ví dụ như hỏi chấm 5 tính 1 phần 3 cộng 1 phần 7 cộng âm 1 phần 3 và cộng âm 15 phần 7. Ở đây để cộng các phân số thì chúng ta đưa chúng về các phân số có cùng mẫu. Và thầy thấy là 1 phần 3 và âm 1 phần 3 có cùng mẫu. 1 phần 7 và âm 15 phần 7 cũng có cùng mẫu. Nên thầy sẽ tìm cách nhóm chúng thành hai cặp tương ứng. Áp dụng tính chất giao hoán, thầy sẽ đưa 1 phần 3 cộng với âm 1 phần 3 đưa hai phân số đó cạnh nhau, tương tự là 1 phần 7 cộng với âm 15 phần 7, nhóm thành hai cặp như thế này, chính là việc áp dụng tính chất kết hợp. Tới đây thì đã thuận lợi cho chúng ta trong việc tính toán. 1 phần 3 cộng với âm 1 phần 3, tổng của hai phân số đối nhau sẽ bằng 0, còn tổng thứ hai thì cộng tử 1 với âm 15 và giữ nguyên mẫu 7. 0 cộng với một phân số thì chúng ta lại có tính chất cộng với 0. 0 cộng với một phân số bất kỳ thì phân số đó không thay đổi. 1 cộng với âm 15 chính bằng âm 14 nên đáp số vẫn là âm 14 phần 7. Âm 14 phần 7 có thể rút gọn thành âm 2 cho nên đây là kết quả cuối cùng của hỏi chấm 5. Và chúng ta có tính chất thứ ba là cộng với 0. 0 cộng với A phần B thì vẫn bằng A phần B. Trên đây là các tính chất của phép cộng phân số và cũng là nội dung cuối cùng ở trong phần đầu tiên về phép cộng hai phần số